Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Này, đứng trước ống kính của chúng ta là cái cây sung nếp của bác Đặng Xuân Vẻ. Đó, các bác hãy nhìn thế nào, rất nhiều đúng không? Cây sung này tôi thấy ra quả cũng rất tự nhiên, này về chơi thấy nó ra quả nhiều, hay quá. Tuyệt vời thật. Chào mừng các bạn đến với hội những người yêu cây sung. Sai. Ông bạn của tôi thì kêu là cây sung này nó đĩ, nó mới già nhiều quá như thế này. Tôi không biết được nói là như thế nào. Sai bẹn rồi. Có những cái dầu quả này. Cây sung ra quả thế thật. Muốn sung ra quả thì nó cũng dễ thôi. Các bạn cứ để cho nó cằn này, ngừng tưới nước khoảng tầm 5 ngày. Cái vết cắt của cái cây gỗ này thì nó chưa được liền, phải để rất chi là lâu thì nó mới liền được. Vâng. Vâng. Cây mít của bác cũng cũng nhiều nhỉ. Rồi, lát tí nữa cháu ra cháu quay. Cây này nào bác cho thấp xuống, hạ thấp cây xuống tí nữa. Quá to thật. Thôi thì các bác xem, to phải hơn cả ngón tay cái của tôi. Đẹp quá. Đi vào đây không nắng hả? Đi vào đây không nắng nhanh lên. Đi vào đây không nắng.